Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo của Hàng Hóa Thái Thắng. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến mọi người một dòng sản phẩm ống nhòm ngắm cảnh cao cấp cho mọi người. Thì cái sản phẩm này hôm nay nó đến từ thương hiệu Steiner của Đức ha. Thì Steiner là một cái hãng quang học duy nhất trên thế giới, nó chỉ nghiên cứu và sản xuất ống nhòm thôi nha mọi người. Như là những cái hãng Konut hoặc là hãng Bushnell thì nó sẽ nghiên cứu thêm những cái mặt hàng sản phẩm khác như là kính thiên văn hoặc là các dòng quang học khác ha, như kính hiển vi. Còn hàng Steiner thì nó chỉ độc tôn duy nhất một cái dòng ống nhòm thôi ha. Đây. Và nó cái hãng này thì nó chỉ có cái nhà máy sản xuất tại Đức thôi nha mọi người, nó không có lắp ráp hay là sản xuất ở nước thứ hai, thứ ba gì nữa ha. Đây, nên 100% cái sản phẩm luôn là hàng Steiner made in Germany ha. Đây. Thì những sản phẩm của hàng Steiner thì nó đều được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại ha, với những cái tiêu chuẩn khắt khe của châu Âu, và nó được làm từ những cái bàn tay tỉ mỉ của người Đức. Đây, hàng của Đức thì mọi người cũng đã biết rồi ha, cái độ bền và cái tuổi thọ cũng như là cái chất lượng của nó rất là cao. Thì quay trở lại cái sản phẩm ngày hôm nay ha mọi người, thì nó có cái mã là Safari Ultra Sharp 10x25. Thì đây là cái dòng ống nhòm mà chuyên ngắm cảnh, ngắm thú ha, ngắm động vật hoang dã rồi ha. Đây mọi người, thì về thiết kế thì nó có kích thước rất là nhỏ gọn nha mọi người, giúp tối ưu hóa cho cái việc di chuyển ha và đi lại ngắm cảnh. Đây, thì nó là cái sản phẩm rất là lý tưởng cho những người ưa thích du lịch hoặc là khám phá ngắm cảnh ngắm thú gì ha, yêu thích động vật hoang dã gì đó. Thì bây giờ mình sẽ mở hộp ra luôn nha mọi người. Đây, cái thông số 10x25, độ phóng đại 10 lần và đường kính 25 nha mọi người. Đây, trọng lượng là 302g ha. Đây, rộng 143mm, cao 95mm ha. Đây, mở hộp luôn nha mọi người. Đây, cái hộp thì thiết kế rất là đẹp ha. Ở trong thì sẽ có thêm một cái stem, cái tem của Steiner ha. Đây mọi người, những cái mã cái code của hàng Steiner ha. Đây mọi người, về những cái phụ kiện ở bên trong thì mình sẽ có, đây là cái dây đeo của cái túi đựng nha mọi người. Đây, dây đeo của túi đựng ha. Đây là dây đeo cho cái ống nhòm. Đây, có hàng cái dây đeo và một cái khăn lau kính cũng có logo thương hiệu Steiner. Đây, khăn lau kính cũng rất là xịn ha. Đây mọi người. Và catalog. Đây, catalog hướng dẫn sử dụng. Đây mọi người. Đây, ở đây thì mình sẽ có thêm một cái túi đựng nữa ha. Đây, túi đựng được may và thiết kế rất là đẹp nha mọi người, kiểu dáng nhỏ gọn. Đã ở đây thì sẽ có thêm một cái thương hiệu Steiner logo và những cái khóa kéo rất là chắc chắn. Ở đây thì sẽ có hai cái móc để mình móc cái dây đeo vào nha mọi người. Đây. Đây ha. Còn cái sản phẩm của chúng ta trong đây. Thiết kế theo dạng boro và có kích thước rất là nhỏ gọn nha mọi người. Đây, nó gần như là trong cái lòng bàn tay của mình luôn ha. Đây, thương hiệu Steiner Safari Ultra Sharp 10x25, độ phóng đại 10 lần và đường kính 25 ha. Đây là cái mã số series của cái ống nhòm này. Đây nha mọi người. Thì thiết kế theo cái dạng boro này thì nó giúp cho cái góc nhìn nó, mình quan sát nó rộng ha, và quan sát được bao quát, nhìn nó không có bị mỏi mắt khi mà mình quan sát trong cái thời gian dài nha mọi người. Đây. Thiết kế rất là đẹp ha, trọng lượng nhẹ. Đây mọi người, ở đây thì sẽ có thêm những cái nắp chụp bảo vệ ha. Đây, kính tráng phủ rất là sáng. Cái dòng kính của Steiner thì luôn luôn là chất lượng, nó làm bằng cái pha lê hết nha mọi người, nên cái độ nét của cái hình ảnh nó rất là cao ha. Và ở trong thì nó sẽ được tráng phủ quang học rất là nhiều lớp, tráng phủ quang học đa lớp ha, thì giúp cho cái hình ảnh nó quan sát được rõ hơn và sắc nét hơn. Đồng thời thì mình có thể quan sát được trong cái điều kiện ánh sáng yếu, bởi vì nó tăng cái khả năng hấp thụ ánh sáng ở bên ngoài mọi người. Góc nhìn nó lên đến cái đường kính nó lên đến 25 ha. Và đặc biệt ở cái dòng này thì nó sử dụng cái hệ thống lấy nét tự động nha mọi người. Ở đây thì nó không có núm mà xoay nét ha, lấy nét hoàn toàn tự động hết. Này, cho phép mình quan sát được hình ảnh
từ khoảng cách là 20m đến vô cùng ha. Trong cái khoảng đó thì mình không cần phải xây nét. Này, với cái tính năng đó thì mình không có bỏ lỡ bất kỳ cái khoảnh khắc nào nha mọi người, và đỡ cái tốn thời gian trong quá trình lấy nét ha. Này, những khi mà cái dòng ống nhòm lấy nét thủ công như lúc trước thì tốn rất là nhiều thời gian lấy nét, và mình dễ dàng bỏ qua những cái khoảnh khắc mà mình cần mong muốn ha, cần xem. Đây mọi người, ở bên trong ống nhòm thì nó cũng được bơm khí nitơ chống móc kính hoặc là chống động xương nha mọi người, và sử dụng trong hiệu quả trong điều kiện thời tiết nóng ẩm như ở Việt Nam ha, và khả năng chịu đựng thời tiết của nó là từ -20 cho đến 70 độ nha mọi người. Đây ha. Còn về bên ngoài cái ống nhòm này thì nó được phủ cái lớp cao su NBR nha mọi người. Đây, lớp phủ nano ha, giúp chống bám bụi trong quá trình sử dụng ha, và chịu được những cái thời tiết khắc nghiệt như là sức ăn mòn ha, ăn mòn hoặc là axit gì đó ha. Đây mọi người, kính đáng phủ cái màu rất là sáng. Đây, ở đây thì mình sẽ có thêm những cái tranh để mình trang điểm, trang trí cho cái ống nhòm nha mọi người. Đây ha, đây mình sẽ trang trí, mình gắn nó vào như này, giống như dạng ngụy trang ha. Và sẽ có hai cái màu là màu của con báo đốm và màu của ngựa vằn ha, cần ri. Đây nha mọi người, đây mình sẽ gắn ở đây. Đây mọi người, đây ha. Đây mọi người, sẽ có cái lớp đề can và mình gỡ ra mình dán vào ha. Đây, nhìn rất là hầm hố. Đây mọi người, có hai màu ha. Đây, thiết kế gọn nhẹ. Này thì mình có thể dễ dàng di chuyển nha mọi người, hoặc là mình mang theo để đi du lịch đồ ha. Bởi vì cái trọng lượng cũng như là cái kích thước của nó rất là nhẹ, rất là vừa cầm tay. Đây mọi người, với cái lớp cao su này cũng được chạm nổi thêm những cái đường gân ha, để mình cầm nó chắc tay hơn, tránh bị trơn trượt trong quá trình quan sát. Ở đây thì mình sẽ có thêm hai cái núm chức năng nha mọi người, nghĩa là khi mắt mình bị cận bị loạn thì mình sẽ xoay đây ha. Hey, còn ở bên đây thì cũng xoay nét, những điểm mà xa quá mình không thể lấy nét tới thì mình sẽ xoay đây ha. Đây, những cái thiết kế rất là thông minh. Thì đây là độ phóng đại của dòng ống nhòm Steiner Safari Ultrasharp 10x25 nha mọi người. Đây như mọi người thấy thì khoảng cách nhìn rất là gần ha. Đây qua đó thì tầm khoảng 50m nha mọi người. Đây, và cái độ nét của dòng ống nhòm này rất là cao nha mọi người. Kính thì hoàn toàn pha lê ha, và được sản xuất theo những cái tiêu chuẩn công nghệ hiện đại rất là khắt khe của châu Âu. Đây nha mọi người, nhìn rất là nét ha. Về những cái dòng thiết bị quang học này thì mọi người cứ trải nghiệm bằng mắt thường của mình thì nhìn nó sẽ, cái chất lượng nó sẽ nét hơn nha mọi người. Ở đây thì mình quay qua cái camera, nó qua nhiều cái lăng kính, nhiều cái lớp kính nên nó sẽ giảm đi cái độ nét ha. Đây, kính rất là trong nha mọi người. Thiết kế thì dạng boro nên nó sẽ hấp thu được nhiều ánh sáng hơn ha. Đây, và mình không có cần phải xoay nét nha mọi người. Tất cả đều lấy nét tự động hết ha. Mình đỡ tốn thời gian trong quá trình lấy nét để quan sát và bắt kịp những cái khoảnh khắc mà mình mong muốn ha. Như những cái khoảnh khắc đáng yêu của động vật hoang dã nha mọi người. Đây, kính nhìn rất là phê. Đây, nó sẽ tự lấy nét luôn. Những cái công nghệ rất hiện đại. Đây ha. Đây là điểm gần, nó sẽ tự lấy nét. Và điểm xa thì nó sẽ lấy nét luôn. Đây mọi người, đây, công nghệ rất hiện đại ha.
Đây mọi người, kính nhìn rất là sáng ha. Dòng những cái sản phẩm của Đức làm ra thì mình khỏi phải chê nữa rồi. Rồi mọi người, thì đây là những cái điểm, cái khoảng cách mà lúc nãy mình vừa quay cái Steiner Safari Ultrasound 125 nha mọi người. Đây, những cái chung cư ha, và cái bột nước. Đây thì sẽ có cái đèn bồ câu. Đây, trời hôm nay rất là đẹp ha. Đó mọi người. Thì nếu mọi người thấy thích cái dòng ống nhòm Steiner Safari Ultrasound 125 này thì mọi người cứ tham khảo trực tiếp ở địa chỉ là số 129 Nguyễn Cư Trinh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 á. Và đây là chi nhánh miền Nam mọi người, miền Bắc đâu. Số 12 ngõ 151 Hồng Hà, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội ha. Và số điện thoại liên hệ là 0912 245 244 và 0974444097. Đây mọi người, trang web của mình là điện tử thaithắng.com hoặc ongnhom.net. Thì ngoài cái dòng ống nhòm cao cấp đến từ thương hiệu Steiner 100% của Đức này thì bên mình còn phân phối thêm những dòng ống nhòm cao cấp khác như là của hàng Votech của Mỹ, hoặc là hàng, những dòng của Nga ha, của Nga hoặc là của Đức khác như là của hàng Resser hoặc là Steiner này ha. Đây. Thì ngoài ra thì bên mình còn phân phối thêm những cái dòng thiết bị khác như là máy dò vàng, dò kim loại, dò đá quý. Các dòng đèn pin siêu sáng, đèn pin lặn, đèn pin tự vệ, đèn pin chống cháy nổ, đèn pin cứu hộ ha. Những dòng thiết bị quang học như là nhằm ngày, nhằm đêm nè mọi người, kính thiên văn hoặc là kính hiển vi. Đây, và những dòng thiết bị kỹ thuật số, đồ công nghệ như là khung ảnh số, máy ghi âm, camera hành trình, micro không dây có dây ha, các dòng thiết bị đo lường các loại nha mọi người. Nói chung thì có rất là nhiều cái sản phẩm, thì mọi người cứ cần cái gì thì mọi người cứ gọi đến để cho bên mình tư vấn ha, hoặc là tìm kiếm trên cái trang web cũng như là kênh YouTube của mình. Đây, thì mình xin kết thúc video tại đây và mọi người nhớ like và đăng ký kênh YouTube của mình để khi mình ra video thì mọi người sẽ nhận được cái thông báo sớm nhất ha, và những cái video mới nhất. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video sau.